ăn đậu bắp 3 ngày liên tiếp, bạn sẽ nhận được 22 lợi ích không tưởng đối với sức khỏe. Đậu bắp từ xưa tới nay vốn rất quen thuộc với tất cả chúng ta và cũng có rất nhiều người đã biết được đậu bắp rất tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, người ta đã phát hiện ra rằng nếu bạn ăn đậu bắp trong vài ngày liên tiếp, bạn sẽ nhận được tới 22 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của mình. Đặc biệt là nó có thể dùng để chữa rất nhiều chứng bệnh. Quá tuyệt vời luôn phải không các bạn? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 22 lợi ích tuyệt vời mà đậu bắp mang lại cho cơ thể chúng ta nhé. Lợi ích thứ nhất là đậu bắp giúp bổ sung chất xơ cho cơ thể. Đậu bắp có chứa một lượng chất xơ rất lớn. Nếu chúng ta ăn 3 quả đậu bắp sẽ mang đến cho cơ thể một lượng chất xơ tương đương với việc chúng ta ăn một đĩa rau lớn. Lượng chất xơ dồi dào trong đậu bắp có thể cải thiện hệ tiêu hóa, chữa lành ruột, giúp chúng ta loại bỏ độc tố trong ruột một cách dễ dàng, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và kéo dài tuổi thọ cho con người. Lợi ích thứ hai là đậu bắp giúp ổn định đường huyết. Với những người bị tiểu đường, đậu bắp thực sự là một vị cứu tinh đấy nhé. Uống nước đậu bắp hàng ngày sẽ làm giảm lượng đường trong máu và giúp ổn định đường huyết một cách rất hiệu quả. Lợi ích thứ ba là đậu bắp rất tốt cho phụ nữ mang thai. Vì đậu bắp giàu folate, đây lại là một chất cực kỳ cần thiết giúp cho thai nhi phát triển khỏe mạnh. Chất này còn có tác dụng ngăn ngừa sảy thai và dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Vì vậy, phụ nữ trong thời kỳ mang thai hãy thường xuyên bổ sung đậu bắp trong thực đơn hàng ngày của mình nhé. Lợi ích thứ tư là đậu bắp rất tốt cho xương khớp. Đậu bắp giúp cho xương khỏe mạnh và ngăn ngừa loãng xương vì nó rất giàu vitamin K và folate. Hai chất này sẽ giúp cho xương của bạn chắc khỏe hơn. Những người mắc các bệnh về xương khớp nếu thường xuyên ăn đậu bắp sẽ cải thiện đáng kể tình trạng đau nhức xương khớp của mình. Lợi ích thứ năm là có lợi cho những người bị hen suyễn. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và đặc tính chống viêm nên đậu bắp rất tốt cho người bị hen suyễn. Chính những hợp chất này sẽ ngăn cản sự phát triển của bệnh hen suyễn, làm cho tình trạng bệnh sẽ giảm đi nhanh chóng. Lợi ích thứ sáu là đậu bắp tốt cho hệ hô hấp. Bạn biết không, lá và hoa của cây đậu bắp được sử dụng trong điều trị bệnh viêm phổi, viêm phế quản, cảm lạnh và cúm đấy nhé. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy hoa hoặc lá của cây đậu bắp rồi đem luộc, xào hoặc nấu canh ăn. Các món này cũng rất dễ ăn. Lợi ích thứ bảy là đậu bắp có lợi cho người táo bón. Vì đậu bắp có rất nhiều chất xơ nên nó giúp bôi trơn ruột, kích thích nhu động ruột hoạt động một cách trơn tru. Đậu bắp được xem như một thuốc nhuận tràng tự nhiên cực kỳ tốt và hiệu quả. Thứ 8 là đậu bắp rất có ích cho những người say nắng. Nếu như bạn bị say nắng, bạn hãy ăn ngay vài quả đậu bắp, chỉ sau một lát thôi, tình trạng mệt mỏi của bạn sẽ không còn nữa. Đặc biệt là đậu bắp sẽ giúp tránh tình trạng kiệt sức rất hiệu quả. Thứ 9 là đậu bắp có lợi cho những người ung thư đại tràng. Chất xơ có trong đậu bắp cũng làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết và ung thư trực tràng. Chúng làm sạch đường ruột và các chất chống oxy hóa có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây hại, từ đó sẽ làm cho cơ thể chúng ta tốt hơn. Thứ 10 là đậu bắp có lợi cho những người giảm cân. Đậu bắp gần như không có calo, trong khi lượng chất xơ làm cho bạn cảm thấy no, chưa kể là nó rất giàu chất dinh dưỡng. Do đó, đậu bắp thích hợp cho những người béo phì, người đang thực hiện chế độ giảm cân và muốn giảm cân. 11 là đậu bắp sẽ giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Nhờ phong phú hàm lượng pectin, chất xơ hòa tan, nên đậu bắp làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch rất hiệu quả. Lợi ích thứ 12 là đậu bắp sẽ làm đẹp da cho phụ nữ. Đậu bắp sẽ giúp bạn làm sạch da từ sâu bên trong nhờ cơ chế thải độc cho da. Nó sẽ ngăn ngừa việc hình thành các sắc tố, làm giảm mụn trứng cá, ngăn ngừa bệnh vẩy nến. Vì thế ăn đậu bắp thường xuyên sẽ giúp bạn sở hữu làn da đẹp, màu da sẽ sáng hơn, ngăn chặn tình trạng nám và tàn nhang một cách rất hiệu quả và an toàn. Lợi ích thứ 13 là đậu bắp rất tốt cho tóc của chúng ta. Đậu bắp mang lại cho mái tóc của bạn một sức sống mãnh liệt.
Nó giúp giữ ẩm cho da đầu và ngăn ngừa gầu không hình thành ở trên đầu của chúng ta. Thường xuyên ăn đậu bắp sẽ giúp bạn sở hữu mái tóc bóng, mượt và mềm mại hơn rất nhiều. Lợi ích thứ 14 là đậu bắp sẽ giúp thải độc cho cơ thể. Nếu bạn đang có ý định thải độc cho cơ thể thì đậu bắp chính là một gợi ý rất tốt. Chất xơ trong đậu bắp sẽ giúp cơ thể thải độc tố một cách dễ dàng. Ăn đậu bắp trong vài ngày liên tiếp thì toàn bộ độc tố trong cơ thể của bạn sẽ bị thải ra ngoài hết. Thật là tuyệt phải không nào? Lợi ích thứ 15 là đậu bắp giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nhờ các chất chống oxy hóa, vitamin C và các khoáng chất thiết yếu như canxi, magie, sắt, v.v. đậu bắp sẽ giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Vì thế, chúng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các loại bệnh thời tiết như cảm lạnh, cảm cúm, viêm đường hô hấp rất hiệu quả. Ăn đậu bắp chính là một giải pháp tuyệt vời để bạn nói không với bệnh tật. Lợi ích thứ 16 là đậu bắp rất tốt cho thị giác. Trong đậu bắp rất giàu chất beta-carotene, lutein và xanthin, nên nó có thể ngăn chặn bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể, cải thiện tình trạng khô mắt, mỏi mắt, điều tiết hoạt động của mắt, bảo vệ sức khỏe cho đôi mắt của bạn. Lợi ích thứ 17 là đậu bắp sẽ phòng ngừa tình trạng thiếu máu. Với sự giúp đỡ của vitamin K, folate và sắt, đậu bắp sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng thiếu máu một cách tuyệt vời. Việc sản xuất các tế bào máu đỏ cho cơ thể sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Vì vậy, những người thiếu máu như người vừa trải qua các ca phẫu thuật, phụ nữ mang thai là những đối tượng được các bác sĩ khuyên dùng đậu bắp hàng ngày. Lợi ích thứ 18 là ngừa viêm loét dạ dày tá tràng. Đậu bắp sẽ giúp trung hòa axit và làm tăng tốc độ chữa bệnh viêm loét dạ dày tá tràng bằng cách cung cấp một lớp bảo vệ tạm thời cho đường tiêu hóa. Khi bạn đang bị cơn đau dạ dày hay tá tràng hoành hạ, đơn giản bạn chỉ cần ăn vài quả đậu bắp. Sau vài phút, các cơn đau của bạn sẽ giảm đi nhanh chóng. Lợi ích thứ 19 là đậu bắp giúp cải thiện tình trạng rối loạn sinh dục, đặc biệt là ở nam giới. Hãy ăn đậu bắp nếu bạn muốn tăng cường khả năng ham muốn. Đậu bắp cũng có thể điều trị các rối loạn như bệnh lậu, huyết trắng, giang mai, chứng khó tiểu. Đặc biệt là nam giới nếu ăn nhiều đậu bắp sẽ hạn chế và khắc phục được tình trạng liệt dương, xuất tinh sớm và yếu sinh lý. Lợi ích thứ 20 là đậu bắp rất giàu protein cho cơ thể. Lợi ích thứ 20 là đậu bắp sẽ bổ sung một lượng protein rất lớn cho cơ thể. Vì đậu bắp giàu protein nên ăn đậu bắp hàng ngày sẽ rất có lợi. Đặc biệt đậu bắp thích hợp cho những người ăn chay. Nó cũng rất giàu các loại chất như axit amin, citrulline, tryptophan. Đây là những chất rất có lợi cho cơ thể mỗi người. Lợi ích thứ 21 mà đậu bắp mang lại đó là hỗ trợ cho các mạch máu trong cơ thể hoạt động một cách tốt nhất. Trong đậu bắp còn có chứa flavonol và vitamin C. Đây chính là hai chất cực kỳ tốt cho việc bảo vệ và hỗ trợ các mạch máu. Lợi ích thứ 22 cũng là lợi ích cuối cùng mà đậu bắp mang đến cho cơ thể chúng ta, đó là hỗ trợ đường ruột hoạt động một cách tối ưu nhất. Trong đậu bắp có chứa cả các probio cho phép vi khuẩn có lợi phát triển mạnh trong đường ruột, giúp đường ruột khỏe mạnh, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đây chính là yếu tố giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Bạn thấy đấy, chỉ cần ăn vài quả đậu bắp mỗi ngày là bạn sẽ nhận được tới 22 lợi ích tuyệt vời cho cơ thể của mình. Món ăn này rất ngon mà cũng rất rẻ tiền. Vậy bạn hãy bổ sung ngay món đậu bắp vào thực đơn hàng ngày của gia đình mình nhé. Chúc các bạn sống vui và sống khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật các video mới nhất bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.